Xin chào các bạn, lại là Simple English Day. Có phải những cụm động từ hay còn gọi là reason verbs là đề tài luôn khiến chúng ta phải đau đầu đúng không nào? Hôm nay hãy cùng Simple English điểm qua 5 cụm động từ đi với of nhé. Let's start. Put off có nghĩa là trì hoãn. For example, we have to put off the meeting until November. Call off có nghĩa là hủy bỏ. For example, the trip was called off because of the bad weather. Show off là khoe khoang. For example, he likes to show off how well he can speak French. See someone off có nghĩa là tiễn biệt. For example, my parents will see me off at the airport tomorrow. Take off thường có ba ý nghĩa. Thứ nhất, cất cánh. For example, the plane will take off an hour late. Nghĩa thứ hai, khởi sắc. For example, the new magazine has really taken off. Và nghĩa thứ ba, dùng với quần áo hoặc giày dép, có nghĩa là cởi ra. For example, take off your shoes before entering the house. Và hy vọng sau video này, các bạn sẽ có thêm kiến thức về những cụm động từ đi với off thường gặp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.